đố các bạn đó là gì? Đây là gương mặt mộc của tôi. Không, phải đẩy tóc lên rồi. Không được. Phải đẩy tóc lên thì mới làm được. Đầu tiên thì sẽ bàn phép lên trên gương mặt của Hân. Đây ra đây. Ôi nó làm gì? Nhìn thấy kìa. Giống ma không? Thì đang tìm góc đẹp của Thi đó. Đẹp chưa? Chưa. Sao mặt không đen quá Thi? Phải rồi, tay vô cái đèn này nó đen. Hợp, giá quyết điểm. Nè, người yêu xưa. Bắt trước. Như các bạn đã thấy, ở đây có hai cái quần thâm. Ít à, nhưng mà không phải che. Để coi, ngoài ra thì hai bên đây giờ thì có lỗ chân lông bự. Nhìn trên màn hình không thấy nhưng mà nhìn kỹ vô. Hân, nhìn vô màn hình lại nè. Nhìn thẳng vô. Thẳng chưa? Đó, trước tiên là chúng ta che những cái nốt, những cái sự thâm quần. Đừng xa em, đừng xa em. Số 1.5. Nè, chỗ này á, có lỗ chân lông bự, mình sẽ lấy kem trực tiếp từ cọ, xong mình sẽ quấn lên mặt, đánh theo dòng thắng ốc sẽ gọi là gì ta, nhét kem vào được lỗ chân lông. Cái mặt của Hân nó vàng giống như là cái cánh gà vậy á. Cánh gà chín nấm. Bởi vì nó đi cắt tóc á, nó nhìn như kiến khách hồn luôn đi. Giống như là một cộng hành lại vô trong cái tô giá. Nhột. Nó nhột ở trong á, ở trong đây nữa. Thì nó đi. Ai hành đâu trời. Một người nên nào tự nhiên cứ lấy em đi bằng cách nào, dù làm cha hết cho nhau thật vui. Ủa này là bước gì? Tôi đánh khác người ta, tôi đánh là sẽ là cái bước mà bắt sáng, những dùng cần bắt sáng trước. Chứ bình thường nó là cái gì chứ? Bình thường là sẽ là cái nền và xong chứ cái điểm thì thông thường. Sau đó tôi dùng cục Lutilander. Cục này khá là dơ. Tại vì xài nhiều chưa, hôm nay xài nhiều mà chưa có rửa, chưa có giặt, thì coi như tôi xài lần cuối luôn đi rồi giặt. Đi làm rồi mới. Đây là cái hũ mà con tôi với highlight, nhưng mà mình xài con tôi thôi. Mình sẽ đánh vào những chỗ mà nãy giờ mình chưa có bắt sáng. Ví dụ như quay mặt qua đây. Đó. À cái này quýnh khói nè. Cái mặt thành cái bánh gà vé rồi không? Nhiệt tình cho nha. Kiểu riêng của Thi hay là đi học sao mừng ra đó. Cũng hay. Đừng xa em 1.5. Gãi đều luôn. Không quay mặt qua đây. Nè 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 nè. Nói cái gì vậy? Mình sử dụng cái cây một cột blender đầu tròn đó. Đó ý là gì đó. Đó mình sẽ đánh, mình sẽ đẩy nó theo chiều sáng ốc nha, từ ngoài trong nha, từ dưới lên trên nha. Nhỏ chưa, nhỏ chưa, mặt nhỏ chưa, từ từ điều kiện nó sẽ ra nè. Chút nước mắt anh rơi hỏi em ơi tại sao. Vì yêu. Rồi bây giờ như nè. Mà anh thấu hiểu. Mình cho nó một cái lớp nhẹ nhàng nè. Bây giờ đưa cái mặt ra đây nè. Đó. Chấm nó. Nè. Quay lại. Quay mặt. Rồi thì khỏi giờ, Quay mặt lại. Ủa Hân tưởng đi đánh một hồi nó mất luôn cái này. Hân nghĩ sao vậy Hân? Ủa Hân đừng quá trang hả? Đi đánh mất luôn cái này luôn. Đó, mất luôn. Hết.
lên từ đậm tới nhạt mà thấy không? Đó xong rồi á cái mình hãy vô đây nè cho nó có cái độ tan. Đây. Hãy vô đây. Đối với makeup nam chúng ta không cần phải gọi là gì ta đánh quá nhiều lớp đâu. Nhớ một lá quấn cho tôi cái cần cổ nữa nghe. Xét phấn ở vùng hai ai thì xét cái phấn thì mình lấy cái phấn cái mà nó phải nâu chút xíu, đừng có bắt mặt nó nè. Nhìn lên nào, chúng ta không make up số buồn xa lạnh mình em nhiều phấn hút vào trong miệng hết rồi. Mình em bước lặng thầm ngồi đây em từng kỷ niệm để biết bài này gì một khởi me đánh cái bánh bao thành cái bánh ca giá. Ủa bây giờ mới tới công đoạn này hả? Bánh càng bự thì mình phải đánh càng nhiều. Bánh bao là bánh bao trứng muối. Hơn với bánh bao 8 trứng cút. Hơn nữa. Lời rơi đắng môi lên vỡ tan những yêu thương không thành tổn thương. Vì ai trái tim ơi cứ sân son tay tay luôn. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Tay tay luôn. Nhột quá. Nhột hả? Chỗ nào vậy? Chỗ bên trong á. Đánh bên ngoài mà nhột bên trong. Có đĩa gì kỳ cục vậy? Đừng nhăn nhúm nữa. Giấc mơ trong em giờ đã đó, nhìn đây. Nhìn thẳng nó đã đỡ bự hơn chưa mọi người ơi, mọi người bóng dáng ai phải mở tên ai nói nhớ em cồn cào lòng thầm nước mắt khẽ rơi. Ồ mặt nhỏ lại hát hay lên hẳn. À chân mày bạn ý đã có sẵn rồi, chúng ta sẽ đánh một lệ anh rơi phấn má thầy em không mà phấn má chúng ta sẽ đánh màu nâu pha hồng, người ta gọi là màu nồng gì màu gì nâu pha hồng màu nồng á màu. Ôi gì đẹp. Ủa thì tôi làm kiểu tóc gì? Nhanh lẹ đi. Mấy cấp gì kỳ quá là người tóc của người ta. Thấy được chứ liền. Kể đi. Lấy nó tự vậy, lấy như vậy hả? Đưa nguyên cái dần chán ra luôn vậy. Chứ tóc gì vậy? Tóc gì cứng giống như xe mía vậy? Lanh kẻ tóc thì thủ mặt trăng rồi tạm ổn đi cùi xì nước mũi hết xì nước mũi tới xì nước miếng là sao. A few moments later thấy chưa thấy chưa thấy nó làm sao lại đi đâu để nó thôi. Thế nó làm gì đâu Quân.
tự thụ xuống. Rồi từ đừng có đụng vô này nè, đừng có đụng vô, nhưng mà ấy là nè, cái gì mất hết cái đầu rồi. Tại cái đầu đẹp quá. Đây là thành quả. Tỷ đi làm mỗi ngày, nhưng mà nghệ sĩ lên sân khấu thì sao? Chúng ta cần phải đánh đậm hơn. Bạn hãy ghi nhớ gương mặt này nhé. Và bây giờ quay qua đây, chúng ta sẽ đánh. Có thêm cái gì vậy? Đậm hơn. Qua đây nè. Đó, thấy xương không? Đâu phải xương mà có sẵn đâu. Gì lố rồi. Có đẹp không? Có đẹp không? Ok, clip của chúng ta đến đây là kết thúc. Bye bye. Nói nữa đi. Thế vậy là sao là YouTuber?